Bác ký luôn mặt tiền xong rồi về bác lau đi thôi. Hôm nay là bác ghi chứ bác chuyển đến đâu thì bác ghi vào đấy. Thanh Trì chẳng hạn. Bác chỗ đấy là phố gì? Ngọc Hồi không? Đây bác để chữ Ngọc Hồi đi. Thế là đấy. Vào ngày hôm nay là 29 tháng 11 năm 2017. Và đầu gỗ Đức Hiền chân thành cảm ơn hai bác đã từ Ngọc Hồi. Chỗ 29 đúng không? Vâng, ngày 29 tháng 11 năm 2017. Hai bác từ Ngọc Hồi thừa từ Thanh Trì Hà Nội về để ký duyệt bức tranh Vinh Quy Bái Tổ bằng gỗ gụ. Và chúng tôi công bố chất lượng là đây là 100% gỗ gụ và ván là liền. Cái hàng này được bảo hành là không bong, không vỡ. Nếu sau này mà trục trặc nhỏ thì chúng tôi sửa, còn nếu vỡ toác ra là chúng tôi sẽ đổi tấm khác. Nếu như không có hàng để đổi thì chúng tôi trả lại tiền để lấy hàng về. Nguyên tắc tất cả hàng khảm đây đều được bảo hành như vậy. Chân thành kính mời quý khách bớt chút thời gian về tham quan. Hiện nay ở tại cửa hàng đồ gỗ Đức Hiền vẫn còn la liệt. Nhìn thoáng qua nó vài chục cái nhưng thực ra là phải làm cả trăm cái. Bác có ngắm cái bộ từ quý không? Lấy luôn đi. Bộ từ quý thì tính 11 triệu.